Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Xuyên, cái chết bí ẩn của cô gái chăn bò. Vào chiều muộn ngày 10 tháng 4 năm 2017, một người phụ nữ tên là Bùi Thị Xuyên đã không trở về nhà sau khi đi chăn bò như thường lệ. Vào đêm hôm ấy, người nhà càng chờ đợi thì bóng dáng của chị Xuyên càng mất hút, khiến cho gia đình phải mở một cuộc tìm kiếm ở trên khu đồi vắng. Vậy chuyện gì đã xảy ra với chị Xuyên vào ngày hôm đó? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây. Vào sáng ngày 10 tháng 4 năm 2017, chị Bùi Thị Xuyên, sinh năm 1993, trú tại xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã mang theo cơm nám, rồi thong thả đuổi đàn bò lên núi Cuông để chăn. Đây là một ngọn núi vắng vẻ, cách khu dân cư một đoạn đường, nên thường được người dân lấy làm nơi để chăn và thả gia súc. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi đàn bò đang lững thững trở về nhà theo lối quen, thì người thân lại không thấy chị Xuyên đâu cả. Người nhà của cô gái trẻ ấy bắt đầu bồn chồn và sốt ruột. Họ đã đi dọc theo con đường đất để kiếm tìm tung tích của Xuyên. Thế nhưng, nhiều giờ sau đó thì chị Xuyên vẫn như bóng chim tăm cá. Càng đợi càng sốt ruột, nên gia đình chị Xuyên đã nhờ cậy đến sự hỗ trợ của những người hàng xóm láng giềng để tổ chức một cuộc tìm kiếm trên núi Cuông. Khi đoàn người đi tới một con dốc, cách chiếc lán thường dùng cho người dân nghỉ chưa được một đoạn thì bàng hoàng phát hiện ra thi thể của chị Xuyên. Cô gái ấy dường như đã bị ai đó sát hại. Thi thể lúc này đang nằm khuất sau những tán cây rừng tua tủa. Thông tin này đã ngay lập tức được báo về công an huyện Tân Lạc và công an tỉnh Hòa Bình. Có mặt tại hiện trường, lực lượng điều tra đã xác nhận thi thể trên chính là của chị Bùi Thị Xuyên. Qua khám nghiệm tử thi thì công an phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế nằm, không mặc quần, áo lúc này đã bị tốc trùm vào mặt. Phần đùi của nạn nhân có vết bầm, tím và trên cổ là vết cắt sâu do một vật sắc nhọn gây nên. Khi kiểm tra trên cơ thể của nạn nhân thì công an cũng đã thu được một số mẫu vật sinh học và nghi là của hung thủ để lại. Bước đầu, công an nhận định chị Xuyên đã bị hiếp dâm rồi sát hại hết sức dã man để bịt đầu mối. Quá trình ấy đã có sự bỏ chạy rồi vật lộn giữa nạn nhân và hung thủ. Khi các trinh sát quay về chiếc lán nghỉ chân mà người dân khi đi chăn bò hay sử dụng thì đã phát hiện ra nắm cơm mà chị Xuyên mang theo vào buổi sáng ngày 10 tháng 4, nó hiện vẫn còn nguyên. Trên sàn có xuất hiện vài vết màu nâu và nghi là máu. Mở rộng vùng tìm kiếm, khi đi dọc theo con đường từ lán nghỉ tới hiện trường thì công an đã phát hiện ra chiếc quần của nạn nhân Xuyên. Nó hiện đang bị mắc sau tán cây rừng. Trên chiếc quần này có nhiều vết trượt, bám dính đất và lá cây vụn. Điều này một lần nữa chứng tỏ rằng nạn nhân đã bỏ chạy và có cuộc vật lộn quyết liệt với hung thủ. Kết quả khám nghiệm ban đầu đã giúp cho cơ quan công an từng bước dựng lên diễn tiến của vụ án. Theo đó, các điều tra viên cho rằng vào trưa ngày 10 tháng 4, khi chị Xuyên về lán nghỉ để ăn cơm thì hung thủ bất ngờ xuất hiện. Chắc chắn hung thủ đã ngay lập tức có lời nói hoặc hành vi khiến cho chị Xuyên nghĩ mình bị đe dọa và bỏ chạy. Hung thủ đã đuổi theo nạn nhân suốt một đoạn đường núi rồi mới gây án. Núi Cuông vốn dĩ là nơi quen thuộc với người dân xã Mỹ Hào. Chính vì thế mà các điều tra viên đánh giá rằng nghi phạm của vụ án nhiều khả năng là người sinh sống trên địa bàn, chí ít cũng là kẻ vô cùng thông thạo địa hình nơi đây. Một cuộc sàng lọc đã bắt đầu được tiến hành. Qua tìm hiểu, công an được biết rằng chị Xuyên là một người hiền lành, không xuất hiện mâu thuẫn với ai. Và vào thời gian gần đây, cũng chẳng có thông tin gì liên quan đến chuyện tình cảm của nạn nhân. Như vậy, việc chị Xuyên bị sát hại không liên quan đến những mâu thuẫn xã hội hay là tình ái. Tất nhiên, điều tra viên vẫn khẳng định rằng giữa nạn nhân và hung thủ chắc chắn có quen biết với nhau. Toàn bộ nhóm đối tượng thanh niên, đàn ông có biểu hiện nghi vấn và bất minh trên địa bàn đã được đưa vào danh sách để sàng lọc. Những người này đều phải lấy mẫu nhằm thực hiện việc giám định ADN. Vào thời điểm này, các trinh sát bất ngờ nhận được một nguồn tin từ người dân về một nhân vật nghi vấn.
Theo đó, vào trưa ngày mùng 10 tháng 4, họ có nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy từ núi Cuông về nhà với dáng vẻ hớt hải. Người này khi về thì tay vẫn còn đang cầm theo một con dao đi rừng. Nhân vật bí ẩn này đã lập tức được cảnh sát xác minh. Đó là một người đàn ông tên là Bùi Văn Dũng, sinh năm 1982, trú tại xóm Ngay, Mỹ Hòa, Tân Lạc. Dũng hiện đang sống cách nhà của nạn nhân Xuyên khoảng chừng một cây số. Tuy nhiên, khi công an tìm tới nhà thì Dũng đã không còn ở đây. Gia đình của đối tượng đã cho biết rằng Dũng đã bỏ đi đâu đó từ nhiều ngày trước và hiện không ai có thể liên lạc được với hắn ta. Sự biến mất kỳ lạ của Dũng đã khiến cho công an đặt ra nhiều nghi vấn. Vào thời điểm khám nghiệm hiện trường, công an Hòa Bình có thu được một vài mẫu vải bị vướng trên cành cây. Khi đem mẫu vải ấy cho nhân chứng xem thì họ khẳng định rằng màu sắc của mẫu vải trùng với màu sắc của chiếc áo mà Dũng đã mặc khi đi từ núi Cuông về nhà. Tại nhà của Dũng thì công an cũng đã thu giữ được chiếc áo này do đối tượng để lại. Chiếc áo đó đã ngay lập tức được mang đi để giám định. Có một chi tiết bất thường mà người dân sau này mới nhớ để trình báo. Đó là sau khi thi thể chị Xuyên được phát hiện vài ngày, thì trên khu hang đá bất ngờ vang lên một tiếng súng chát chúa. Theo thông tin từ người dân, tiếng súng ấy giống cách mà vài thợ săn hay sử dụng để bắn con thú. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng tiếng súng ấy lại liên quan đến cái chết oan uổng của chị Xuyên. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là phải tìm ra tung tích của Dũng. Sự biến mất đầy bất ngờ của Dũng cũng giống như diễn biến tâm lý của rất nhiều tên tội phạm khác. Khi tiến hành khai thác thông tin, thì công an được người nhà của Dũng cung cấp rằng trước đó một thời gian, Dũng có vay của một người trong thôn số tiền là 4 triệu đồng. Vì bị đòi nhiều lần mà không có tiền trả, nên Dũng đã quyết định đi cầm cố chiếc xe máy. Sau khi cầm cố xe để lấy số tiền là 4 triệu, thì Dũng lại không trả nợ, mà mời bạn bè của mình đi nhậu. Vào ngày 9 tháng 4, đối tượng đã về nhà, nhưng do lo sợ bị chủ nợ tìm đến, nên đã chủ động trốn lên núi Cuông. Như vậy, Dũng đã có mặt tại núi Cuông, nơi mà chị Xuyên bị sát hại vào đúng thời điểm vụ án xảy ra. Công an cũng đã thu giữ tại nhà của Dũng chiếc áo mà đối tượng đã mặc khi trốn tại núi Cuông. Tiến hành giám định, kết quả cho thấy rằng sợi vải mà công an thu được tại hiện trường vụ án và sợi vải trên chiếc áo Dũng mặc đã có sự trùng khớp với nhau. Kết hợp với nhiều thông tin khác nhau, lúc này, công an tỉnh Hòa Bình đã có thể xác định được rằng Dũng là nghi phạm chính ra tay sát hại cô gái chăn bò Bùi Thị Xuyên. Do Dũng đang bỏ trốn và vẫn chưa xác định được nơi ẩn nấp của hắn ta, nên công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm. Các trinh sát đã được người dân cung cấp thông tin rằng vào thường ngày, Dũng có một khẩu súng tự chế và hay mang theo người. Sau khi bỏ trốn thì có người nhìn thấy đối tượng lén lút leo lên những mỏ núi đá cao ở ngay phía sau nhà của hắn ta. Khi tiếp cận vị trí này, công an phát hiện ra dãy núi này rất cao, có nhiều hang đá chằng chịt, thậm chí còn ăn thông với nhau. Vào thời điểm ấy thì họ chưa thể xác định được Dũng trốn ở đâu trong số hàng chục hang đá như thế. Quay trở lại diễn biến sau khi chị Xuyên được tìm thấy đã tử vong. Sau khoảng 4 ngày, khi mà công an đã xác định được Dũng là nghi phạm và ra quyết định truy nã, thì ở khu vực núi đá thôn Ngay có một tiếng súng vang lên. Việc này không quá lạ lẫm bởi thi thoảng vẫn có người dùng súng tự chế để săn thú rừng. Thế nhưng vào lần này thì nhiều người lại linh cảm có chuyện không hay đã diễn ra. Vào sáng ngày 18 tháng 4 năm 2017, một vài người dân đi rừng ngửi thấy mùi hôi thối phẳng phất từ trong hang núi. Đây là miệng hang nằm treo leo trên lưng núi dựng đứng, người thường không thể leo lên được. Muốn lên buộc phải có dụng cụ thang khá đặc biệt. Khi người dân lên tới nơi thì họ phát hiện ra một thi thể nam giới đang phân hủy mạnh, cạnh đó là một khẩu súng tự chế. Tại hiện trường, công an tỉnh Hòa Bình bước đầu đã xác định rằng nạn nhân chính là Bùi Văn Dũng. Người này đã chết trong tư thế nằm và trên trán có vết đạn bắn xuyên qua. Công tác khám nghiệm đã chỉ ra rằng Dũng đã kê súng ở tầm gần và dùng ngón chân siết cò để tự vẫn. Kết quả giám định cho thấy rằng mẫu ADN của Dũng trùng với các dấu vết sinh học mà công an đã thu được trên người chị Xuyên
và tại hiện trường vụ án ngày 10 tháng 4. Tới đây, với những căn cứ khoa học, Công an tỉnh Hòa Bình đã khẳng định rằng chính Bùi Văn Dũng đã có hành vi hiếp dâm và sát hại chị Xuân vào ngày 10 tháng 4. Sau này khi biết bị truy lùng, trong lúc bỏ trốn thì Dũng đã tìm tới cái chết bằng cách tự bắn vào đầu của mình trong một hang đá tối đen. Kỳ án về quân tình, siêu trộm chân trần, kẻ ăn cắp 5 chiếc máy bay. Bản thân đã đi ăn trộm từ năm 12 tuổi, quân tình Harris Moore đã bắt đầu nổi tiếng. Sau khi liên tiếp đánh cắp 5 chiếc máy bay, cậu ta đã bị FBI liệt vào danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao nhất khi bản thân chỉ mới 18 tuổi. Quân tình Harris Moore sinh vào năm 1991 tại Mount Vernon, Washington, có bố mẹ là người nghiện rượu và sử dụng ma túy. Cậu ta đã bị gia đình bỏ mặc, quân tình vì thế mà thường xuyên cúp học, đánh nhau và thách thức cả các giáo viên của mình. Vào năm 12 tuổi, quân tình đã nhiều lần bị bắt quả tang khi đang ăn trộm. Cảnh sát đã tìm thấy máy quay phim của hàng xóm và những đồ vật có giá trị khác tại nhà của quân tình. Do tuổi hiện còn nhỏ, nên quân tình chỉ bị đưa vào trại cải tạo cho trẻ vị thành niên. Sau đó, cậu ta được chẩn đoán mắc chứng rối loạn thiếu tập trung và trầm cảm, nên đã được chuyển đến trường học đặc biệt, nhưng cậu ta lại bỏ học vào năm lớp 9 và tiếp tục các hành vi trộm cắp. Trước khi phải ra hầu tòa, thì quân tình đã bỏ trốn vào ngày 14 tháng 7 năm 2006. Sau đó ẩn náu trong rừng rậm ở đảo Camano, đây là một trong những hòn đảo lớn nhất ở bang Washington. Trong thời gian này, thiếu niên 15 tuổi đã nghĩ ra cách lẻn vào nhà của người khác và lấy thẻ tín dụng để mua đồ trên mạng, như là kính nhìn xuyên đêm có trị giá là 6.500 đô la Mỹ, để tránh bị cảnh sát truy bắt. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2007, sau hơn 6 tháng lẩn trốn, thì quân tình đã chính thức bị bắt và phải đối mặt với 23 tội danh, hầu hết là các tội về đột nhập và trộm cắp. Trước phiên tòa, thì quân tình đã chịu thỏa thuận nhận tội với công tố viên. Hắn ta đã đồng ý thừa nhận 3 tội danh để đổi lấy án 3 năm trong cơ sở giam giữ an ninh cấp cao. Sau năm đầu tiên, quân tình được đánh giá là tù nhân kiểu mẫu, nên đã được chuyển đến trung tâm điều trị nội trú, nơi dành cho các thanh thiếu niên bất hảo cần tái hòa nhập xã hội. Vào tháng 4 năm 2008, chỉ sau hơn 2 tháng ở trong trung tâm này, thì quân tình đã lợi dụng việc giám sát lỏng lẻo để trốn thoát qua cửa sổ vào ban đêm. Sau khi lấy lại được tự do, thì quân tình đã trộm xe để chạy trốn về đảo Camano, nơi mà hắn ta từng lẩn trốn hơn 6 tháng. Quân tình đã tiếp tục ẩn náu trong rừng và trộm đồ của người dân. Đôi khi quân tình không lấy gì cả, chỉ lẻn vào nhà và tắm nước nóng rồi nhàn nhã xem phim, có khi còn dọn dẹp rồi rời đi trước khi chủ nhà đi về. Đến ngày 18 tháng 7 năm 2008, cảnh sát đã đuổi theo một chiếc Mercedes-Benz bị trộm đến một bìa rừng. Họ sau đó đã nhìn thấy gã tài xế bỏ xe để chạy sâu vào trong rừng. Cảnh sát lúc này đã tìm thấy lượng lớn thẻ tín dụng, điện thoại di động và các đồ vật bị đánh cắp trên xe, đồng thời phát hiện ra ảnh selfie của quân tình trong máy ảnh kỹ thuật số. Trên bức ảnh, thiếu niên đang hơi mỉm cười và thoải mái nằm giữa rừng. Chính bức ảnh này đã giúp cho cảnh sát xác định được rằng tất cả các vụ trộm trong khu vực đều do quân tình thực hiện, khi đó chỉ mới 17 tuổi. Trong quá trình phạm tội, để không gây ra tiếng động, hầu như quân tình đều đi chân trần, nên hắn ta đã được đặt biệt danh là kẻ trộm chân đất. Vào tháng 8 năm 2008, quân tình đã đánh cắp thuyền rồi rời hòn đảo Camano để đến đảo Orcas, sau đó tiếp tục thủ đoạn đột nhập và trộm cắp như cũ. Khi nghe được tin người dân nơi đây chuẩn bị bắt tay với cảnh sát để giăng bẫy bắt trộm, thì quân tình đã quyết định chuyển đi nơi khác để tiếp tục hành động. Vào ngày 12 tháng 11, hắn ta đã lẻn vào một nhà chứa máy bay tư nhân ở trên đảo rồi đánh cắp chiếc Cessna 182. Đây là loại máy bay 4 chỗ có một động cơ piston với trị giá là 150.000 đô la Mỹ. Quân tình đã có khao khát bản thân được lái máy bay từ khi còn nhỏ, nên thường đọc tạp chí và sách hướng dẫn lái máy bay, cùng với đó là chơi máy bay mô phỏng do Microsoft sản xuất. Quân tình đã sử dụng thẻ tín dụng trộm được để mua sách hướng dẫn bay và máy tính. Sau đó,
hắn ta đã bắt đầu tải xuống các chương trình mô phỏng chuyến bay. Dù chưa từng thực sự chạm vào máy bay, nhưng quân tử vẫn có thể khởi động chiếc Cessna 182 và cất cánh thành công. Quân tử đã lái máy bay qua Sitter cho đến khi bị hết nhiên liệu. Hắn ta đã đâm vào khu bảo tồn Iacama Indian, cách đó 300 km. Máy bay đã bị hư hỏng, nhưng quân tử lại bình an vô sự, nhờ vào việc bay rất gần mặt đất và điểm rơi tình cờ là một đồng cỏ. Sau đó, quân tử đã đi lang thang ở miền đông Washington và sống bằng nghề trộm cắp máy ATM. Cảnh sát sau đó đã xác định được danh tính của kẻ trộm qua bằng chứng ADN và camera giám sát, rồi bắt đầu truy lùng quân tử. Vào tháng 5 năm 2009, quân tử đã trốn về căn cứ ở đảo Camano và nghênh ngang trộm xe của cảnh sát. Hắn ta đã chiếm đoạt bộ đàm và súng. Cảnh sát sau đó đã huy động lực lượng và nhiều lần đi sâu vào rừng rậm để bao vây truy bắt quân tử, nhưng mọi nỗ lực của họ đều không thành công. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2009, quân tử đã đánh cắp chiếc Cirrus SR-22. Đây là một chiếc máy bay cỡ nhỏ, có một động cơ piston. Hắn ta đã lái từ sân bay đảo San Juan đến hòn đảo Orcas ở lân cận. Sau đó, hắn ta đã trộm thuyền để phóng tới thị trấn Point Obus, rồi tiếp tục đánh cắp ô tô và một khẩu súng lục. Cuối cùng là tiếp tục lang thang ở khắp British Columbia, Canada. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2009, Colton đã đột nhập vào nhà chứa máy bay ở thành phố Bonners Ferry, bang Idaho, để trộm một chiếc Cessna 182 khi đang chuẩn bị bay trở lại căn cứ, thì không ngờ lại hết nhiên liệu ở dọc đường và buộc phải hạ cánh gần thác Granite ở Washington. Giống như lần trước, máy bay đã bị hư hỏng nặng, nhưng Colton đã may mắn tai qua nạn khỏi. Đánh cắp được 3 chiếc máy bay liên tiếp cộng với hàng trăm vụ trộm, nên kẻ trộm trên đất Colton dần trở nên nổi tiếng. Nhiều người bắt đầu bàn tán, thậm chí cá cược trên mạng xem khi nào cảnh sát mới bắt được Colton. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2010, Colton đã đánh cắp chiếc máy bay thứ tư, tên là Cirrus SR-22. Hắn ta đã bay từ sân bay Anacortes đến đảo Orcas. Sau khi lẻn vào một cửa hàng và lấy trộm $1,000 tiền mặt, thì Colton đã vẽ hình hai bàn chân và nhấn hai chữ tạm biệt nhằm chế nhạo lực lượng cảnh sát. Hành động thách thức này đã khiến cho FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ buộc phải can thiệp vào. FBI lúc này đã liệt Colton vào danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao nhất, đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị để tiến hành răng lưới trên đảo Orcas. Tuy bị nhiều lực lượng tổ chức truy bắt, nhưng họ không thể ngờ rằng Colton vẫn thoát khỏi vòng vây và quay trở lại Camano. Sau thời gian ngắn im hơi lặng tiếng, thì đến ngày 31 tháng 5 năm 2010, cảnh sát đã tìm thấy một tờ ghi chú và $100 tiền mặt do chính Colton để lại tại một phòng khám thú y ở thành phố Raymond. Nội dung bên trong là: "Tôi tình cờ lái xe ngang qua đây và mang theo một ít tiền mặt. Hãy dùng số tiền đó để chăm sóc cho động vật." Vào tháng 6 năm 2010, Colton đã bị truy lùng gắt gao ở Washington, nên hắn ta đã liên tục trộm ô tô để bỏ trốn qua nhiều bang. Vào ngày 4 tháng 7, cảnh sát ở bang Indiana đã phát hiện ra chiếc máy bay Cessna đã bị đánh cắp từ sân bay ở thành phố Bloomington, bang Illinois. Vào nhiều ngày sau, các mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy ngoài khơi ở Bahamas, thuộc đảo quốc phía đông nam nước Mỹ. FBI đã treo thưởng $10,000 cho người cung cấp manh mối và hợp sức với cảnh sát Bahamas để bắt Colton. Vào ngày 11 tháng 7 năm 2010, một nhân viên bảo vệ nhìn thấy áp phích truy nã đã nhận ra Colton và gọi cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc thuyền bị đánh cắp đang mắc cạn. Họ lúc này đã tìm thấy Colton, nên ngay lập tức bắn đạn để phá hủy động cơ. Lúc đó, Colton đang ở trên thuyền vì thấy không còn hy vọng trốn thoát, nên đã ném máy tính và các tang vật khác xuống nước, rồi chĩa súng vào đầu và cố gắng thuyết phục cảnh sát thả mình đi. Nhưng mọi nỗ lực của hắn ta đã không thành. Sau khi bị cảnh sát Bahamas bắt giữ, thì Colton khai rằng bản thân đang định trốn sang Cuba bằng thuyền vì Cuba và Mỹ không có thỏa thuận dẫn độ chính thức. Vì bay vào Bahamas bất hợp pháp, nên Colton đã bị kết án 3 tháng tù
và bị phạt 300 đô la Mỹ. Nhưng vào ngày thứ ba sau khi bị bắt thì Colton đã bị dẫn độ về Mỹ. Hắn ta đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến các vụ án ở 7 bang, bao gồm 5 vụ trộm máy bay và vô số vụ đột nhập. Mức án tối thiểu dành cho hắn ta là 10 năm tù. Luật sư cho rằng Colton đã sống khốn khổ ngay từ nhỏ, không có ai dạy dỗ, chăm sóc. Và cùng với đó là mắc bệnh tâm thần, nên có thể được giảm án. Colton sau đó đã nhận tội với tất cả tội danh bao gồm trộm ô tô và máy bay, xâm nhập trái phép, sở hữu súng trái phép và lái máy bay mà không có giấy phép. Colton nói rằng bản thân đã hối hận về những gì đã làm và cho biết thêm là sẽ học tập chăm chỉ trong tù để theo đuổi đam mê ngành kỹ thuật hàng không. Về việc ăn trộm máy bay, Colton nói rằng đây là niềm say mê không thể kiểm soát được. Nó là điều tôi đã mơ ước và chờ đợi cả đời. Với 7 tội danh khác nhau, Colton đã bị kết án 7 năm tù. Tòa án cho rằng hành vi trộm cắp của Colton không chỉ giới hạn ở Mỹ, mà còn vượt ra 3 quốc gia. Vì vậy, họ đã phạt thêm 6 năm 6 tháng tù với 2 bản án được cộng gộp. Trong thời gian bị cáo buộc phạm tội, Colton đã được một bộ phận sùng bái như là người hùng. Nó đã thu hút hơn 100.000 người hâm mộ trên Facebook. Câu chuyện của Colton đã lan truyền khắp đất nước, được xuất bản sách và mua bản quyền làm phim với giá 1,4 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Colton lại không kiếm được xu nào vì tiền sẽ được dùng để bồi thường cho những nạn nhân bị trộm. Vào tháng 9 năm 2016, Colton, 25 tuổi, đã được ân xá sau 6 năm ngồi trong tù. Ngay sau đó, Colton đã tổ chức gây quỹ trực tuyến để kiếm 125.000 đô la Mỹ và dùng nó vào việc học lái máy bay. Bài đăng này đã nhanh chóng thu được 1.500 đô la Mỹ nhưng bị dừng lại vì Colton vẫn đang mắc nợ. Thiệt hại do hành vi trộm cắp trước đó của Colton đã được tính toán là 1.529.000 đô la Mỹ. Hãng phim đã trả 1,4 triệu đô la Mỹ cho Colton và hắn hiện vẫn còn thiếu 129.000 đô la Mỹ. Colton sau đó đã chọn lối sống kín đáo, hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ 2019. Kỳ án về Carla Lewis, chiếc xe bí ẩn trên đồng ngô và cái chết bên cạnh cây cần sa. Sau khi ly hôn thì Carla Lewis đã bắt đầu lên mạng hẹn hò. Vào thời gian này, Carla dường như được sống lại những năm tháng tuổi trẻ, điều mà cô đã bỏ lỡ kể từ khi kết hôn ở tuổi 21. Tuy nhiên, người phụ nữ này không biết rằng đây cũng chính là khởi nguồn cho tấn bi kịch của cô. Carla Lewis sinh vào ngày 26 tháng 6 năm 1962 ở quận Berrien, bang Michigan, Mỹ. Cô hiện đang có bằng cử nhân kế toán và suốt nhiều năm qua đã làm việc cho các doanh nghiệp lớn. Carla sau đó đã hẹn hò rồi kết hôn với Steven D'Amico. Cả hai đã có con ở tuổi 21. Trái ngược với sự nghiệp vô cùng thuận lợi thì đường tình duyên của Carla lại không mấy suôn sẻ. Cuộc hôn nhân của họ đã xuất hiện nhiều rạn nứt và cặp đôi này sau đó đã quyết định ly hôn vào năm 2007 sau 2 thập kỷ ở bên cạnh nhau. Sau khi ly hôn thì Carla đã bắt đầu lên mạng để hẹn hò trực tuyến. Người thân cho biết rằng trong khoảng thời gian này thì Carla dường như được sống lại trong những năm tháng tuổi trẻ, điều mà cô đã bỏ lỡ kể từ khi kết hôn ở tuổi 21. Vào vài tháng sau, Carla đã gặp được và làm quen với John Benton Lewis. Hai người sau đó đã nhanh chóng hẹn hò. Không lâu sau đó thì họ đã chính thức kết hôn vào ngày 30 tháng 6 năm 2012. Hàng ngày, Carla thích đi mua sắm, nhắn tin cho người thân, cùng với đó là viết sổ lưu niệm và giúp đỡ người khác. Nhìn từ bên ngoài thì cuộc sống của người phụ nữ 55 tuổi này khá vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng rồi, tất cả đã kết thúc vào một ngày tháng 8 năm 2017. Cảnh sát ở quận Berrien đã nhanh chóng có mặt tại ngôi nhà mang số 1429 nằm trên đại lộ Lodeo ở thị trấn Ninh. Vào khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 8, sau cuộc gọi cầu cứu của John, tại nhà của Carla thì cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cô. Nạn nhân đang trong tư thế nằm úp mặt trong một căn phòng tạm ở tầng hầm, gần một cây cần sa. Trên người của nạn nhân có nhiều vết thương do đạn bắn.
kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy rằng Cát La đã bị bắn 5 phát, trong đó có một phát súng chí mạng vào đầu. Xe ô tô của cô là một chiếc Mazda CX-9 đời năm 2008 cũng đã bị biến mất. John sau đó đã được đưa tới đồn cảnh sát để phỏng vấn. Người đàn ông này đã khai với cảnh sát rằng vợ mình đã đến thăm mẹ của cô vào cuối tuần và vừa trở về nhà vào chiều ngày hôm đó. Hai vợ chồng đã cùng nói chuyện về những gì đã làm trước đó, rồi đi xuống tầng hầm, nơi mà họ đang trồng cây cần sa. Theo John, khi hai vợ chồng đang chăm sóc cây, thì anh nghe thấy tiếng Cát La hét lên. Nhanh chóng nhìn lên, John thấy có ít nhất hai người đàn ông da đen đang chĩa súng vào họ và bắn. John tin rằng các nghi phạm đã trốn sẵn dưới tầng hầm và có ý định tấn công hai vợ chồng từ trước. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã tỏ ra nghi ngờ những lời khai này. Họ cho rằng nếu thực sự có một cuộc đấu súng xảy ra thì căn phòng này quá nhỏ để John có thể trốn thoát mà bản thân không hề bị hấn gì. Cùng với đó, họ cũng phát hiện ra những chi tiết đáng ngờ. John nói rằng mình đã trồng cần sa để phục vụ mục đích y tế và nhận định vụ nổ súng xảy ra có liên quan tới câu lạc bộ đêm, nơi đang thuộc sở hữu của anh ta. Dù vậy, John không đưa được ra câu trả lời rõ ràng về người mà anh ta nghi ngờ đã giết vợ mình. Từ những biểu hiện đó, thì các thám tử cho rằng câu chuyện của John thực sự không có nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, John vẫn kiên quyết rằng anh ta chưa bao giờ sở hữu súng hay mua bất kỳ loại súng nào. John cũng khẳng định rằng hai vợ chồng đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và hoàn hảo. Trong khi cuộc thẩm vấn vẫn còn đang diễn ra, thì các thám tử nhận được thông tin từ Justin Hicks, là người đang làm thuê tại cơ sở kinh doanh của John. Justin nói với các sĩ quan rằng John đã nhắn tin cho mình vào khoảng 13 giờ 53 phút chiều ngày xảy ra sự việc để yêu cầu đến chỗ của anh ta. Lúc này, John đã đưa cho Justin chìa khóa ở câu lạc bộ và yêu cầu anh lấy đạn từ đó rồi cất vào trong xe. Sau khi biết tin về vụ nổ súng, Justin đã giao cho cảnh sát 8 hộp đạn 9mm và một băng đạn dành cho khẩu súng lục 9mm. Đây là loại đạn cỡ nòng đặc biệt, có vỏ thép dày khớp với vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường của vụ án mạng. Đây cũng chính là bằng chứng kết nối John với vụ giết người. John sau đó đã tiếp tục đưa ra giả thuyết về những kẻ đột nhập và luôn phủ nhận mình đang sở hữu bất kỳ vũ khí hỏa lực hoặc đạn dược nào, cho đến khi đối mặt với tuyên bố của Justin. Lúc này, anh ta đã lập tức ngừng hợp tác với điều tra viên và yêu cầu phải có luật sư. Báo cáo khám nghiệm tử thi sau đó đã cho biết rằng loại đạn mà John sở hữu khớp với vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường vụ án, cũng như loại dùng để bắn Cát La. Dựa trên tất cả các bằng chứng có được, thì cảnh sát đã ra lệnh bắt giữ John và cáo buộc anh ta tội giết người cấp độ 1 trong cái chết của Cát La. 5 ngày sau khi Cát La bị sát hại, thì cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe được cho là bị đánh cắp của cô. Nó hiện đang bị bỏ rơi trên một cánh đồng ngô ở quận Case. Các nhà điều tra sau đó đã tiếp tục nói chuyện với các nhân chứng và thành viên trong gia đình của nạn nhân để tìm hiểu sự thật về cuộc hôn nhân của cặp đôi cũng như động cơ giết người của John. Theo đó, việc kinh doanh của John hiện đang gặp nhiều khó khăn khi câu lạc bộ đêm thuộc sở hữu của anh ta luôn trong tình trạng thua lỗ. Cát La lúc này buộc phải kiếm được tiền để thanh toán các hóa đơn của gia đình. Cô cũng đã giải quyết xong công việc kinh doanh thất bại của John và nhanh chóng yêu cầu chồng đóng cửa câu lạc bộ. Ngoài ra, cảnh sát cũng biết được rằng Cát La hiện đang có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 246.000 đô la Mỹ. Cùng với 70.000 đô la Mỹ tiền hưu trí mà John là người thụ hưởng. Số tiền này đã khiến cảnh sát nghi ngờ động cơ thực sự của John. Khi kiểm tra điện thoại và máy tính xách tay của John, thì cơ quan điều tra phát hiện ra rằng anh ta đã nhắn tin với một số phụ nữ trên mạng. Một trong những người này sau đó đã đến trình báo với cảnh sát rằng cô đã nhận được từ John cả tiền mặt và chất kích thích để quan hệ tình dục với anh ta. Cô khai rằng mối quan hệ của cả hai đã diễn ra được 6 năm. Hai người thậm chí đã quan hệ tình dục vào ngày xảy ra vụ án mạng. Điều đáng chú ý đó là John đã hỏi cô rằng liệu cô có sẵn sàng rời bỏ bạn trai cũ và đến với anh ta, nếu anh ta trở thành người góa vợ hay không. Cùng với đó, nhân chứng cho biết rằng
John còn tiết lộ với mình là anh ta sẽ giết vợ bằng cách sử dụng một số loại thuốc. Khi xem xét lại lịch sử sử dụng Internet của John, thì cảnh sát phát hiện ra anh ta đã tìm kiếm các trang web mua súng lục và ống giảm thanh vào 10 ngày trước khi xảy ra vụ án mạng. Tất cả các bằng chứng này mâu thuẫn với những gì John từng tuyên bố về việc chưa bao giờ sở hữu hoặc tỏ ra quan tâm đến việc mua súng. Phiên tòa xét xử John đã bắt đầu vào ngày 5 tháng 2 năm 2019. Anh ta lúc này đã không nhận tội và tiếp tục khai rằng hai người đàn ông lạ mặt đã đột nhập vào nhà rồi bắn vợ anh ta, cuối cùng là cướp xe của nạn nhân để trốn thoát. Trong khi đó, luật sư bảo chữa cho rằng các La đã bị bắn vì mâu thuẫn liên quan tới việc kinh doanh. Tuy nhiên, công tố viên đã đưa ra những bằng chứng mạnh mẽ và xây dựng một vụ án mạng. Trong đó, John đã lợi dụng các La để lấy tiền của cô, trong khi bản thân đang có nhiều cuộc tình khác. Cuối cùng, anh ta đã sát hại vợ một cách máu lạnh để chiếm đoạt tài sản từ cô. Ngoài ra, mặc dù anh ta đã có giấy phép trồng 12 cây cần sa, nhưng sự hiện diện của các La tại khu vực đó cho thấy rằng những người khác đều có thể tới đây, và điều này là vi phạm quy định. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết luận rằng John Benton Lewis đã phạm tội giết người và tàng trữ với ý định sản xuất cần sa. Vào tháng 3 năm 2019, John đã bị kết án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá. Theo hồ sơ tòa án, người đàn ông này hiện đang bị giam tại cơ sở cải huấn thành phố Carson. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp bằng cách bình luận ngay dưới video giúp mình nhé.